Trước hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật của tổ chức hội tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời hay còn có tên khác là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây hoang mang và bức xúc trong dư luận những ngày qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình đã có công văn yêu cầu hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động ngăn chặn, phòng ngừa việc tuyên truyền đạo trái phép, đặc biệt là hành vi lôi kéo dụ dỗ đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia hội, đồng thời thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, giáo viên và học sinh, kiểm soát chặt chẽ người lạ mặt ra vào các khu trường học, khu ký túc xá để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý vụ việc phát sinh.